Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Chu Tiên. Tập 12. Chương 56. Cộng tử. Huyền hỏa giám trên ngực của Tam Vĩ Hồ Ly dần dần hạ xuống. Ánh sáng liệm dần rồi biến mất. Trương Tiểu Phàm thốt nhiên kinh ngạc. Con rồng lửa cuồn cuộn hung mãnh bên dưới không biết từ lúc nào đã tan biến. Không biết đã bao lâu. Hắn vẫn đứng tại chỗ, hoang mang, ngàn vạn ý nghĩ quay tròn trong óc, thế nhưng rút cục chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Lục Vĩ Bạch Hồ trầm mặc hồi lâu mới từ từ ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, chàng thiếu niên, tới đây. Trương Tiểu Phàm chậm chạp bước tới, từ thông đạo phía sau lưng hắn. Tiếng kêu gọi của bọn Bích Giao vẳng lại ngày một lớn hơn. Lục Vĩ Bạch Hồ vẫn ôm chặt vào mình thân thể đã trở nên vô tri giác của đồng bạn. Không ai biết được nó nghĩ gì, chỉ thấy nó lại trở về thần thái bình tĩnh. Thậm chí ngay cả khi những âm thanh phía xa liên tục vọng đến mỗi lúc một gần, sắc diện nó vẫn lặng yên như mặt nước. Ngươi có thể giúp ta một việc được không? Trương Tiểu Phàm đắn đo một lát, đoạn nói, việc gì? Bạch Hồ liếc nhìn Tam Vĩ Yêu Hồ ở trong lòng, trầm giọng, ngươi làm ơn ném hai chúng ta xuống dòng dung nham đó, ta muốn chúng ta được cùng ra đi với nhau. Trương Tiểu Phàm chấn động mãnh liệt, lùi lại một bước. Bạch Hồ chỉ nhìn hắn, chẳng nói một lời nào. Trương Tiểu Phàm mở miệng, định nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Chỉ duy có nơi khóe mắt, như bị khói hun lửa đốt, bỗng trở nên nhạt nhòa. Hắn nặng nề gật đầu. Bạch Hồ khẽ mỉm cười, ôm chặt sắc bạn vào lòng. Một bước, hai bước, Trương Tiểu Phàm ôm lấy hai con hồ ly. Chậm chậm tiến tới rìa đá, hơi nóng hầm hập dưới chân hắn cuộn lên gầm gào. Cuối cùng, hắn cũng đi tới tận sát mép vực, đứng lặng một hồi trước ranh giới sinh tử ấy. Sắc diện của Bạch Hồ bỗng thể hiện một thoáng quan hoài. Nó ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên. Không một ai thấy được thần sắc của Trương Tiểu Phàm lúc này. Đột nhiên, Bạch Hồ mỉm cười, bao nhiêu ân oán cừu thù dường như phút chốc đã tan biết, nhìn Trương Tiểu Phàm như một bậc trưởng bối nhìn ngắm kẻ hậu sinh trẻ tuổi, chàng thiếu niên, sao còn do dự? Trương Tiểu Phàm không trả lời. Bạch Hồ nhẹ nhẹ với lấy huyền hỏa giám nơi ngực Tam Vĩ Hồ Ly, bằng chút sức lực cuối cùng, vén ống tay áo bên phải của Trương Tiểu Phàm, vòng hai mối dây lụa đỏ, buộc chặt quanh cánh tay của hắn. Đây là thần vật vô thượng mà hồ tộc chúng ta đã phải đánh đổi bằng biết bao sinh mạng mới có được, nay tặng ngươi làm kỷ niệm. Bạch Hồ cười khẽ, cùng lúc thân thể rung lên bần bật một lần nữa. Một vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng. Có điều, ngươi chớ bao giờ để người khác nhìn thấy. Thanh âm của nó yếu dần rồi tắt lịm. Trương Tiểu Phàm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, chậm chậm giơ cao hai cánh tay. Từ xa, chỉ nghe một tiếng ầm ĩ cực lớn. Bích Giao cùng với Thạch Đầu, theo sau là Lý Tuân và Yến Hồng. Hai môn đệ của phần Hương Cốc, theo lối vào, như điện chớp đã xuất hiện trên gành đá. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm nâng xác hai con hồ ly, tung xuống dòng dung nham rừng rực. Trương Tiểu Phàm đứng lặng trên mỏm đá, bất giác cảm thấy hoảng hốt. Run run ngước nhìn thân hình hai con hồ ly bay tung trên không trung. Không biết gió từ đâu thổi đến, phất tung vạt áo hắn. Trong ánh sáng mênh mông bập bùng, chỉ thấy người con gái nhu mì ấy. Bỗng như thoát khỏi lớp áo xiêm trần thế, hiển lộ chân thân là một con hồ ly ba đuôi vô cùng mỹ lệ. Hai con hồ ly đẹp đẽ ấy, tuy đã mất đi sinh mệnh của mình nhưng vẫn quấn quýt lấy nhau, vượt trên không trung, rơi thẳng xuống dòng dung nham bên dưới. Chỉ nghe một tiếng u trầm, hai sinh linh ấy đã hòa vào biển lửa, vĩnh viễn tiêu tan chẳng còn dấu vết. Tiểu Phàm, Bích Giao bỗng thấy lo lắng, tiến lên phía trước gọi to. Nhưng chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy lúc này chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ ngây người đứng đó, bất động lặng im. Rời Hỏa Long động, trở qua Hắc Thạch động tối om, cuối cùng cả bọn cũng đã trở lên mặt đất. Lúc này, trời đã về sáng. Mọi người ai nấy đều thở dài thườn thượt, kể cả Lý Tuân và Yến Hồng. Coi sắc diện của hai người này cũng có phần mỏi mệt. Có thể thấy rằng tối qua cả bọn bốn người này liên thủ tuy đánh bại được Đại Hắc Điệt nhưng quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng.
chỉ duy có Trương Tiểu Phàm chẳng biết vì sao vẫn giữ vẻ trầm mặc. Bích Giao đi bên không ngớt dịu dàng hỏi han, nhưng hắn cũng chỉ một mực lắc đầu. Thấy vậy, Lý Tuân vội chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vui vẻ nói: "Trương sư đệ mới qua được đại nạn, thoát khỏi Tử Linh Nguyên. Việc này quả là đáng phải chúc mừng." Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu đáp lễ: "Đa lạ Lý sư huynh." Giờ thì cả Yến Hồng cũng chạy lại, vẻ mặt thoải mái chẳng kém Lý Tuân, cười nói: "Trương sư huynh, huynh thật là có phúc lớn lắm đó, gặp đại nạn như vậy mà không chết, chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều may mắn." Nói tới đó, nàng chợt nhoẻn cười, nhớ khi đó ở dưới Tử Linh Uyên, bọn muội không sao tìm thấy huynh, mấy vị đồng môn của huynh đều lo lắng vô cùng, đặc biệt là vị Lục sư tỷ đó. Trương Tiểu Phàm tâm hồn rúng động, quay đầu lại nhìn Yến Hồng, chỉ thấy nàng ta tủm tỉm cười, liếc nhìn Lý Tuân ở bên cạnh. Lý Tuân cảm giác thấy Yến Hồng đang nhìn mình, bất đắc dĩ phải nở một nụ cười, nhưng sâu trong mắt thoáng ẩn hiện một tia sáng lóe lên, chậm rãi nói: "Đúng vậy, liệt vị đồng môn thật sự rất lo lắng cho sư đệ, để hãy mau chóng quay về báo cho họ biết để họ an tâm." Trương Tiểu Phàm trong tâm cảm thấy xúc động, hơi cúi mình nói: "Đa tạ nhị vị." Yến Hồng mỉm cười đáp lễ, ánh mắt vô tình dừng lại ở cô gái áo xanh đứng bên Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy nàng dung mạo rất xinh đẹp, nhưng nhất thời nét mặt có vẻ phiền muộn. Yến Hồng vốn rất tinh ý, lập tức hiểu ra, không cưỡng được phải nhìn vào cặp mắt của Bích Giao, hướng tới Trương Tiểu Phàm hỏi: "Trương sư huynh, chẳng hay hai vị này là?" Trương Tiểu Phàm quay nhìn Thạch Đầu, giới thiệu: "Ồ, vị này là Thạch Đầu, cũng dòng chính đạo tu chân, là đệ tử của Đại Lực Tôn giả ở Kim Cương Môn. Thạch đại ca, hai vị đây là đệ tử Phần Hương Cốc, Lý Tuân sư huynh và Yến Hồng sư tỷ." Thạch Đầu nghe vậy, lập tức cảm thấy kính nể. Người tu đạo trên thiên hạ đều biết, Phần Hương Cốc danh tiếng lẫy lừng, quyết chẳng hề thua kém Thanh Vân Môn. Bèn thi lễ: "Nhị vị, quả thật hân hạnh." Lý Tuân và Yến Hồng vội khom mình đáp lễ. Yến Hồng mỉm cười nói: "Thạch đại ca đạo hạnh quả rất cao thâm." Thạch Đầu đỏ mặt, nhưng hắn vốn là người ngay thẳng, không tránh khỏi đắc ý lộ ra mặt, cười nói: "Cô nương đã quá khen." Nụ cười của Yến Hồng đã chuyển qua Bích Giao đang đứng cạnh Tiểu Phàm, còn vị cô nương này là ai? Trương Tiểu Phàm ngây người, chẳng biết trả lời thế nào. Cạnh hắn, mục quang của Bích Giao dần trở nên lạnh lẽo. Thạch Đầu thấy hai người không nói gì, vội giới thiệu: "Đây là Bích Giao cô nương, bằng hữu của Trương huynh đệ, tu hành cũng rất cao thâm." Lý Tuân liếc nhìn Bích Giao, thấy nàng dường như không có ý định chào hỏi, cũng không thèm để ý. Nhưng Yến Hồng tựa hồ như đối với Bích Giao có một sự quan tâm đặc biệt, tươi cười nói: "À, thì ra là Bích Giao cô nương, chẳng hay cô nương là môn hạ của phái nào?" Bích Giao liếc nhìn Tiểu Phàm, thấy hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng, thì cười lạnh một tiếng: "Tôi chẳng có sư môn gì hết, trời sinh đã cô độc một mình, chỉ vì ngẫu nhiên nên mới giúp người một lần, không ngờ lại bị người ta khinh ghét." Trương Tiểu Phàm nghe mấy câu ấy, lông mày nhíu lại. Yến Hồng thì mỉm cười thích thú nhìn Bích Giao. Đúng lúc ấy thì Lý Tuân bỗng ho một tiếng, cất giọng nói: "Trương sư đệ, ta có một việc muốn thỉnh giáo sư đệ." Trương Tiểu Phàm nào dám từ chối, vội trả lời: "Lý sư huynh, có gì xin cứ dạy." Lý Tuân nhìn hắn, chậm rãi nói: "Trương sư đệ là người đầu tiên thâm nhập Hỏa Long Động, không biết trong động ấy, hoặc giả là trên mình yêu hồ, có trông thấy một pháp bảo có dạng một chiếc vòng nhỏ, ở giữa có biểu tượng ngọn lửa, hai bên có dây lụa đỏ không?" Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót, chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe Thạch Đầu kêu lớn: "Có đấy, có đấy. Đêm hôm qua khi bọn tôi giao đấu với Tam Vĩ Yêu Hồ, có trông thấy nó sử dụng pháp bảo đó." Lý Tuân và Yến Hồng tức thì sắc mặt tỏ vẻ vui mừng. Nhưng Yến Hồng tâm tư tinh tế hơn, ngay lập tức nhớ lại, quay qua Lý Tuân hỏi: "Vậy sao hôm qua khi chúng ta xuống đó, Tam Vĩ Yêu Hồ lại không sử dụng Huyền Hỏa Giám?" Lý Tuân điềm tĩnh nói: "Nó có sử dụng Huyền Hỏa Giám triệu tập Hỏa Long, chúng ta đã kháng cự lại đó thôi. Huyền Hỏa Giám chắc chắn phải ở trên người nó."
Yến Hồng trầm ngâm gật đầu. Lý Tuân quay qua Trương Tiểu Phàm hỏi: "Trương sư đệ, Huyền Hỏa Giám vốn là bảo vật quan trọng của môn phái chúng tôi, quan hệ rất lớn. Không biết đệ có vô tình nhìn thấy nó không?" Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm hít một hơi dài, im lặng trong thoáng chốc rồi mới trả lời: "Không có thấy." Lý Tuân cau mày, người hơi run lên. Yến Hồng nhìn dán vào Trương Tiểu Phàm, trầm ngâm nói: "Không thể nào, Trương sư huynh khi đó đã giao đấu với cả Tam Vĩ Yêu Hồ và Lục Vĩ Yêu Hồ, không lẽ không thấy chúng sử dụng Huyền Hỏa Giám?" Trương Tiểu Phàm lại lặng đi một lúc. Khi tại hạ vào tới Hỏa Long Động, tìm thấy Lục Vĩ Bạch Hồ, phát hiện ra nó bản thân đã mang thương thế trầm trọng, hơi thở rất gấp gáp. Sau đó thì Tam Vĩ Yêu Hồ cũng chạy vào, khả năng là do bị bốn vị bên ngoài đánh đuổi, nguyên khí cũng bị tổn thương rất nặng. Tại hạ chẳng tốn chút khí lực nào cũng đã hạ được chúng rồi. Thần sắc của Yến Hồng và Lý Tuân lập tức chuyển sang vô cùng thất vọng. Yến Hồng quay nhìn Lý Tuân, Lý Tuân bèn nói: "Trước khi rời khỏi Hỏa Long Động, tại hạ đã cẩn thận tìm kiếm kỹ càng khắp xung quanh, tuyệt không thấy tung tích gì của Huyền Hỏa Giám. Chỉ e là lúc đó nó đã bị vứt xuống dung nham cùng với hai con hồ ly, cháy thành cho bụi mất rồi." Yến Hồng thở dài: "Thôi vậy, Lý sư huynh, bất tất phải lo nghĩ về mấy con yêu nghiệt ấy nữa làm gì. Dù sao chúng ta cũng đã trừ diệt được yêu hồ, đối với sư môn cũng là có chút bù đắp rồi." Lý Tuân khẽ gật đầu, quay qua bọn Trương Tiểu Phàm ba người, chắp tay nói: "Chuyện đã vậy, tại hạ cùng sư muội đành phải về phần hương cốc bẩm báo sư môn, xin phép được đi trước một bước." Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu đồng thanh nói: "Xin hai vị cứ tùy tiện." Chỉ có Bích Dao vẫn giữ sắc mặt trầm lạnh, đứng nguyên một bên, chẳng thèm động đậy. Lý Tuân gật đầu, nói với Yến Hồng: "Sư muội, chúng ta đi thôi." Yến Hồng mỉm cười gật đầu, nhưng bỗng đột nhiên nhớ ra điều gì, quay qua Trương Tiểu Phàm nói: "Trương sư huynh, gần đây ma giáo có vẻ lại sắp trỗi dậy. Thanh Vân Môn đang kêu gọi nhân sĩ chính đạo khắp nơi tới Lưu Ba Sơn ở Đông Hải tụ họp. Nghe nói lệnh sư và mọi người đều đã tới đó, huynh có định tới tham dự không?" Trương Tiểu Phàm giật mình, sắc mặt tức thì tỏ rõ vẻ hoan hỉ: "Thật vậy sao? Mọi người đều đã đến Lưu Ba Sơn cả rồi, vậy thì tại hạ cũng phải cấp tốc tới đó ngay." Yến Hồng mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá, muội theo Lý sư huynh về sư môn báo cáo, không chừng cũng sẽ phải qua đó, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại huynh." Nói đoạn, nàng cùng Lý Tuân quay gót bước đi. Được với Bích Dao, Bích Dao cô nương, quả chuông vàng nơi thắt lưng của cô đó quả thật đẹp lắm. Bích Dao mặt liền biến sắc, quả chuông vàng ấy là vật nàng tìm thấy khi cùng với Tiểu Phàm bị kẹt dưới Tử Linh Nguyên. Tích Huyết Động là pháp bảo của Kỳ Linh phu nhân ở ma giáo, có tên là Hợp Hoan Ma Linh. Giờ đây bất thần bị Yến Hồng hỏi tới, nàng không khỏi e ngại bị nữ đệ tử ôn nhu của phần hương cốc đó nhìn rõ thân phận của mình. Nhưng Yến Hồng cũng chỉ buột miệng nói vậy chứ không có ẩn ý gì, cười với Bích Dao một cái rồi rời đi cùng Lý Tuân. Bích Dao nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa băn khoăn, đột nhiên có linh cảm, bèn quay qua bên cạnh, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm cũng đang nhìn mình. Còn lại ba người, họ nhanh chóng rời khỏi Hắc Thạch Động ra tới phiến Thụ Lâm. Khi qua đoạn cái giếng cổ Mãn Nguyệt, Bích Dao chợt nhớ lại chuyện Tam Vĩ Yêu Hồ năm lần bảy lượt truy vấn Tiểu Phàm đến cùng xem rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì dưới ấy, liền quay qua hỏi hắn. Nhưng Trương Tiểu Phàm trước sau như một không trả lời mà chỉ lắc đầu quẩy quậy. Bích Dao trong lòng bực tức, chẳng thèm hỏi nữa, nhưng thực sự lại thập phần hiếu kỳ, bèn một mình chạy lên phía trước. Nàng nghiêng đầu nhìn vào trong giếng cổ, chỉ thấy lòng giếng thâm u, mặt nước lóng lánh như gương, phản chiếu dung nhan nàng thập phần mỹ lệ, chẳng có gì kỳ lạ, lòng càng cảm thấy ấm ức. Họ rời khỏi khu rừng, quay về tiểu trì trấn. Trưởng trấn cùng bách tính hương thân đều đang tụ tập ở đó, sắc mặt lo lắng, nhác thấy mấy người bèn ùa đến vây quanh. Tới khi nghe Thạch Đầu tuyên bố yêu nghiệt đã bị diệt trừ, từ giày về sau mọi người có thể an tâm mà sống thì tất thảy đều hoan hô ầm ĩ, ai nầy đều vui mừng. Trương Tiểu Phàm đứng lặng đi ở đó, ngắm nhìn đám người đang vui sướng hạnh phúc,
trong lòng bỗng nhiên thấy băn khoăn. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh cặp hồ ly khi ấy. Lúc ấy, khi Lý Tuân hỏi hắn về Huyền Hỏa Giám, đương nhiên hắn biết là bọn họ muốn tìm vật đang buộc trên cánh tay mình. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại lập tức nhớ tới lời căn dặn của Bạch Hồ. Thực tình, hắn chỉ mới gặp Lục Vĩ Ma Hồ một lần duy nhất, chẳng thể nào coi đó là có mối giao tình. Nhưng lại là người chứng kiến cảnh Tam Vĩ Yêu Hồ quyết tâm tự tận, rồi cảnh Lục Vĩ Ma Hồ ôm đồng bạn của mình để cùng rớt xuống dòng dung nham hừng hực. Cái quang cảnh kinh tâm động phách ấy giờ vẫn hiển hiện như đang xảy ra trước mắt. Trong thâm tâm hắn, vô tình đã có phần đồng cảm với Yêu Hồ. Không hiểu sao khi ấy đã chọn che giấu sự thật mà lừa dối bọn Lý Tuân. Thạch Đầu khó khăn lắm mới thoát khỏi được đám đông vui sướng ấy. Nhèo mắt nhìn hai người đồng bạn đầy ẩn ý. Tiểu Phàm và Bích Giao vội quay ra sau. Chỉ thấy đám hương thân phụ lão vẫn chưa hết vui mừng, tươi cười hớn hở kéo đến bao vây hai người vào giữa. Thạch Đầu hướng về phía mọi người, nói to: "Chư vị, xin hãy nghe tại hạ nói một lời. Vốn là tại hạ thực tình cần phải tiếp tục con đường tu hành, ngày hôm nay xin được chia tay ở đây. Còn chuyện gom góp ngân lượng để tạ ơn, tại hạ cũng như hai vị đồng bạn đây đều coi tiền bạc là vật ngoại thân, chẳng có giá trị gì. Xin các vị hãy thu lại cho." Nói rồi, hắn nhanh chóng chạy lại bên Trương Tiểu Phàm, kéo tay nói nhỏ: "Chuồn mau." Đám hương thân chỉ thấy ba người hô lên một tiếng, hóa thành ba đạo ánh sáng, thoắt đã không thấy thân ảnh đâu nữa, thì tiếc nhớ mãi không thôi. Đám đông xúm lại bàn bạc gì đó, hồi lâu mới từ từ giải tán. Mọi người đã chia tay về nhà nấy cả. Trên phố bỗng xuất hiện một lão già và một bé gái, nhìn mãi theo hướng ba người vừa bay đi. Coi kỹ lại thì ra chính là lão thầy bói Chu Nhất Tiên và cô cháu gái Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai, mới hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Hoàn: "Thật không thể ngờ là Tam Vĩ Yêu Hồ lại nắm giữ Huyền Hỏa Giám. Không biết là có được do may mắn hay ai đó truyền cho." Tiểu Hoàn tay cầm một bình kẹo hồ lô bọc đường mới mua hết một quan tiền, thưởng thức một cách khoái trá, miệng lúng búng nói: "Nếu pháp bảo đó có uy lực đúng như lời ông nói, làm sao Tam Vĩ Yêu Hồ lại để thua mấy người đó? Con ngờ rằng Huyền Hỏa Giám đó rút cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi." Chu Nhất Tiên nhíu mày, không nghi ngờ gì nữa. Đó quả đúng là thần vật có từ thời thượng cổ, Huyền Hỏa Giám. Có điều là Tam Vĩ Yêu Hồ đó đạo hạnh không đủ, không thể thi triển toàn bộ uy lực của Huyền Hỏa Giám. Hơn nữa, đêm qua lại mọc ở đâu ra thêm hai tên đệ tử Phần Hương Cốc rất ư lợi hại. Chỉ có thể trách số cô ta vốn không thoát khỏi được kiếp nạn ấy mà thôi. Tiểu Hoàn liếc nhìn ông nó, ông nói thử xem, rốt cuộc thì Huyền Hỏa Giám đã rơi vào tay ai? Chu Nhất Tiên nhún vai chán nản: "Ta đoán đến chín phần là hai đệ tử Phần Hương Cốc đó đã thu hồi lại pháp bảo của sư môn rồi. Thế là hết, ghét thật. Ta vốn định mượn gió bẻ măng, tranh thủ kiếm lấy vài báu vật, chẳng dè." Phụt. Tiểu Hoàn nhổ cục nhân kẹo hồ lô bọc đường bắn phụt ra, đoạn nói: "Ra ra, vậy chúng ta đi đâu bây giờ đây?" Chu Nhất Tiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ta mới nghe nói những nhân vật trong hai chi phái lớn của ma giáo đều đang lũ lượt kéo tới Đông Hải, chẳng rõ là vì lý do gì. Vừa rồi lại thấy ba người đó cũng khu ngự pháp bảo về phương Đông, chi bằng chúng ta cũng theo họ xem sao nhé." Tiểu Hoàn cười thích thú nói: "Vậy chúng ta mau đi thôi. Mà với ông cháu ta thì chẳng phải đi hướng nào cũng vậy cả thôi sao?" Sau khi đám Trương Tiểu Phàm đi rồi, Tiểu Chỉ Trấn khôi phục lại nhịp sống thường nhật. Hắc Thạch Động từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện yêu quái hại người nữa. Chỉ có điều kỳ lạ là sau đó ít lâu, trong khu rừng ngoài Hắc Thạch Động, không biết vì sao xuất hiện rất nhiều dã thú, có nhiều con hình thù kỳ dị, dân trong trấn chưa từng thấy bao giờ. Từ đó về sau, một số người từng vô ý lạc bước vào rừng, 10 người đến 9 là không thấy quay trở ra. Nhưng cũng may là đám dã thú trong rừng cũng tuyệt không xuất hiện bên ngoài khu rừng ấy. Dân trong Tiểu Trì Trấn từ khi khám phá ra mấy chuyện này thì không ai dám bén mảng vào khu rừng đó nữa. Năm tháng qua dần, vùng ấy ngày càng trở nên hoang vắng, rất ít người cư ngụ. Không ai còn nhớ rằng ngày xưa, tại khu rừng ấy đã từng xảy ra những chuyện yêu ma quỷ dị.
cư dân tiểu trì trấn, sau khi bọn Trương Tiểu Phàm đã bay đi rồi, vô cùng cảm kích công ơn. Ngày sau bèn lập một tòa từ đường để tưởng nhớ các vị tiên nhân ở phía đông thị trấn, là hướng mà bọn Trương Tiểu Phàm đã rời đi. Trong chính điện có tạc tượng thờ ba vị thần tiên, ở giữa là một vị tiên cao lớn, hình dáng như kim cương. Hai bên là một vị tiên nam và một tiên nữ. Nữ thì khá xinh đẹp, còn nam thì dung mạo thập phần cổ quái. Trên tay cầm một chiếc gậy hình dạng tựa tựa như cây thiêu hỏa côn. Nhiều năm về sau, hậu thế chẳng còn ai biết tới chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng từ đường thờ ba vị tiên nhân ở tiểu trì trấn Hương Hòa vẫn vô cùng vượng thị. Tuy có nhiều giả thuyết, khảo cứu khác nhau, tựu chung vẫn không ai lý giải nổi ý nghĩa đích thực của việc thờ cúng này. Chỉ kết luận bừa là dân tiểu trì trấn thờ thổ địa Bồ Tát thực là quá sai lầm. Chẳng biết có phải là do nhiều năm thu nhận Hương Hòa mà tích thành linh khí hay không. Nhưng người dân quanh vùng mỗi khi có chuyện tìm đến tiên nhân từ đường để cúng bái cầu nguyện thì đều vô cùng linh nghiệm. Tiếng lành đồn xa, trong vòng bán kính 10 dặm, cư dân cả 8 làng xung quanh đều đổ đến đó để lễ bái. Người thì cầu xin tài lộc, kẻ lại cầu xin quan tước, phụ nữ thì cầu sinh được con trai. Vô tình tất cả đều bái lạy tượng thạch đầu, coi như thần Phật. Không biết ba nhân vật chính của chúng ta mà biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Xương Hợp Thành. Rời tiểu trì trấn, Tiểu Phàm, Bích Giao, Thạch Đầu bay về hướng đông. Qua một quãng đường, cả ba dừng lại. Thạch Đầu quay hỏi Trương Tiểu Phàm, Trương huynh đệ, đệ định đi đâu? Trương Tiểu Phàm ngần ngừ, nói, các sư tỷ Yến, Hồng trong phần hương động đều nói sư phụ muốn đế Lưu Ba Sơn ở Đông Hải nên đệ định đến đó trước, còn huynh. Thạch Đầu nghĩ một thôi rồi hùng hồn, thế thì huynh cũng đi, cho dù sư phụ gọi huynh đền chỉ để. Ngao du thiên hạ, tu thân đắc đạo, nhưng vừa hay nghe ma giáo lại đang định làm mưa làm gió nên huynh lại càng phải đến giúp một tay. Hừ, bỗng một tiếng cười nhạt xen vào, tiếng cười của Bích Giao. Nàng lạnh lùng, được, rất có khí phách. Nhưng các người có xem lại mình là ai chưa? Ta e là các người không những không hàng yêu diệt quái được mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó thuần phục. Thạch Đầu nghe xong đờ người ra không biết phải đáp thế nào. Hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm thì thấy Tiểu Phàm cũng đang bối rối nhìn lại. Bích Giao lạnh lùng nói tiếp, các người cứ đợi đấy mà xem. Trương, Thạch hai người đều thập phần lúng túng, nhưng Tiểu Phàm có đỡ hơn. Hắn đã từng có một thời gian sống cạnh Bích Giao nên ít nhiều có biết về tính cách con người nàng, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng Thạch Đầu thì có khác, vốn là một nam nhân thẳng thắn bộc trực, nay đột nhiên bị Bích Giao đốp cho mấy câu. Hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu, nhưng lại không nỡ nổi khùng với cô gái thướt tha xinh đẹp trước mặt, đành ôm nỗi ấm ức trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời dặn phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi, bởi trên đời này khó hiểu nhất là đàn bà con gái, nhất là các cô gái mỹ miều xinh đẹp. Lời sư phụ hôm nào giờ mới thấy nhất nhất ứng nghiệm, sư phụ quả là anh minh sáng suốt. Tiểu Phàm nhìn Thạch Đầu thấy hắn vẫn đang bần thần đứng đó không nói câu gì, cảm thấy hơi ái ngại. Hắn đâu biết thực ra Thạch Đầu đang nghĩ đến những lời dạy của sư phụ, đang ca ngợi sư phụ anh minh thông hiểu về thế giới đàn bà, mà lại cho rằng Thạch Đầu đang bực tức vì những lời của Bích Giao mà thôi. Tiểu Phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bích Giao, bèn thở dài hỏi, thế cô định đi đâu? Bích Giao nhìn Tiểu Phàm, hừ một tiếng, đáp, ai khiến ngươi lo? Tiểu Phàm nghe vậy lại càng ấp úng nói không ra lời, nhưng trong lòng lại không lấy làm tức giận. Giờ đây nếu một mình đến Lưu Ba Sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận Bích Giao, nàng tức giận là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này Thạch Đầu bước đến nhìn Tiểu Phàm với con mắt đồng tình rồi giơ tay vỗ vỗ vai Tiểu Phàm có vẻ rất thông cảm. Cả ngày hôm đó Tiểu Phàm và Thạch Đầu rốt cuộc vẫn không thể hỏi được Bích Giao định đi đâu. Từ lúc hai người bị Bích Giao đốp cho mấy câu thì không còn dám nói năng gì nữa. Cả ba cứ thế đi về hướng đông,
mà Bích Giao luôn đi trước hai người. Trên đường đi, Bích Giao chẳng nói chẳng rằng khiến Tiểu Phàm, Thạch Đầu bối rối khôn tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Bích Giao lườm một cái thì lập tức hoặc là thấp giọng xuống, hoặc là im bặt ngay. Cứ như vậy ba ngày liền, ba người mới đến một thành lớn, Xương Hợp Thành. Họ đi vào thành, Thạch Đầu và Tiểu Phàm hỏi thăm thì biết Xương Hợp là trấn thành tương đối lớn, cách Đông Hải không xa. Từ đây đi về phía đông 400 dặm là đến bờ biển. Ba người đi trong thành thấy nhiều người ăn mặc giống người ở Trung Nguyên. Vốn dĩ những người đến đây phần lớn là thương nhân, họ chỉ trọ lại vài ngày rồi đi. Nhưng lạ lùng là lúc này có rất nhiều tu sĩ đi lại trên đường phố. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như không cùng một môn phái. Không biết có phải họ cũng muốn đến Đông Hải Lưu Ba Sơn hay không. Tiểu Phàm, Thạch Đầu định tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ qua đêm. Sáng sớm hôm sau sẽ đến Lưu Ba Sơn. Hai người bàn bạc xong, nhìn Bích Giao đang đứng bên cạnh. Cứ ngỡ Bích Giao đã nghe thấy hết, nhưng không ngờ nàng dường như không để ý gì, mà cứ đứng nhìn đoàn người đi lại trên phố. Thấy vậy, Tiểu Phàm thở một hơi, lấy dũng khí bước lên hỏi, Bích Giao cô nương, cô thấy thế có được không? Bích Giao giật mình. Tiểu Phàm thấy nàng hơi nhíu mày tần ngần, không có vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ điều gì đó rồi hỏi lại, cái gì? Hỏi xong, không chờ trả lời, nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa. Tiểu Phàm nhìn theo, chỉ thấy người người đi lại tấp nập, trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái, có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Giao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Giao trầm lắng một chút rồi quay đầu lại. Người vừa hỏi ta cái gì? Tiểu Phàm nói với nàng việc tìm nhà trọ nghỉ qua đêm, nhưng không thấy Bích Giao đáp lời, lại thấp giọng hỏi tiếp, sau đây cô nương định làm gì? Cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ tôi được. Tôi thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái. Nếu thân phận của cô bị bại lộ thì nguy hiểm vô cùng. Bích Giao bĩu môi ngó Tiểu Phàm, người lo cho sự an nguy của ta hay sợ ta liên lụy đến người? Tiểu Phàm ngẩn người, đôi mắt trong như giọt nước đang nhìn hắn một cách nghi ngờ. Tiểu Phàm lại càng bối rối bội phần. Bích Giao bật cười rồi quay người bước đi. Thạch Đầu từ xa bước tới, ngó Bích Giao rồi hỏi Tiểu Phàm, thế nào, cô ta nói sao? Tiểu Phàm chưa kịp đáp thì Bích Giao đã quay lại mỉm cười, chẳng phải các người đang muốn tìm nhà trọ sao? Sao còn không đi? Tiểu Phàm và Thạch Đầu nhìn nhau. Trên mặt Thạch Đầu lộ rõ vẻ khâm phục như ngầm dựng ngón trỏ nói với Tiểu Phàm, Trương đệ, đệ thật xuất sắc, chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta. Tiểu Phàm lại không hiểu vì sao Thạch Đầu tán thưởng mình, chỉ cười khổ rồi lặng lặng cùng Thạch Đầu theo sau Bích Giao. Có phải hắn đã xa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái của ma giáo hay không? Ý Tiểu Phàm và Thạch Đầu chỉ cần một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi. Không ngờ đi một lát thấy Bích Giao bước vào một khách sạn có tên Hải Vân Lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất 15 lần. Tiểu Phàm, Thạch Đầu đang ngạc nhiên nhìn nhau thì đã thấy Bích Giao bước vào nên cũng phải bấm bụng bước theo. Tiểu Phàm quay sang hỏi Thạch Đầu, Thạch đại ca, huynh còn bạc không? Đệ chỉ còn 2 lượng. Nói đến đây, Tiểu Phàm bỗng dừng lại nghĩ ngay đến 4 lượng bạc bị Chu Nhất Tiên lừa mất. Thạch Đầu không để ý đến nét mặt Tiểu Phàm, lúng túng, ta chỉ có nhiều, hơn đệ 2 lượng, rồi lại hạ giọng thấp hơn. Nhìn cách bài trí ở đây, có lẽ ít nhất cũng phải 30-40 lượng một người mới đủ. Lúc này Bích Giao đã bước đến quầy. Lão quán chủ mỉm cười cầu tài, cô nương, phải chăng cô muốn thuê phòng? Bịch, một xâu tiền văng xuống trước mặt lão quán chủ. Xem ra sâu bạc ít nhất cũng phải 180 lượng. Lão tròn mắt rồi lập tức càng xung xoe hơn. Cô nương yên tâm, khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm. Cô nhất định sẽ thấy như đang ở nhà. Bích Giao ngắt lời, ta muốn một phòng sang trọng, sạch sẽ. Quán chủ gật đầu lia lịa, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bích Giao nhìn về phía sau, tìm cho hai người kia một phòng. Quán chủ nhìn Tiểu Phàm và Thạch Đầu rồi quay đầu lại cười với Bích Giao. Hai vị này cũng ở phòng. Bích Giao hừ một tiếng, ngắt lời, cho họ ở phòng hạng bét là được rồi. Lão quán chủ bối rối im bặt. Trương Tiểu Phàm,
Thạch Đầu đứng đó cũng im bặt. Cuối cùng lão quán chủ gọi người làm đến dặn phải tiếp đón Bích Giao như công chúa. Còn Tiểu Phàm, Thạch Đầu lão ta cũng không dám để ở phòng rẻ tiền mà sắp xếp cho hai người một phòng hạng chung. Thạch Đầu và Tiểu Phàm lại không hề để ý đến việc ở phòng loại gì, bởi cả hai đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Nhưng qua lần này, cả hai hiểu thêm một chút về tính cách của Bích Giao. Khách sạn chỉ ồn lên một chút khi ba người tới nơi. Sau khi ai vào phòng nấy, lữ quán lại trở nên tĩnh lặng. Trên đường, những dòng người vẫn nườm nượp qua lại. Màn đêm dần buông, lại có hai người, một già một trẻ bước vào. Người già trên tay cầm một tay nải bằng vải, trên đầu viết bốn chữ tiên nhân chỉ lộ. Người trẻ là một bé gái, tay cầm một sâu mứt quả, đang ăn rất ngon lành. Đích xác là Chu Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàn của ông ta. Chu Nhất Tiên nhìn xung quanh, Tiểu Hoàn cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò. Với tiểu nha đầu quen dãi nắng dầm sương, cách bài trí ở đây thật quá sang trọng. Cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ, ông, có phải ông đã đi nhầm đường rồi không? Chu Nhất Tiên liền nói, ngươi nghĩ ông ngươi già quá nên không biết đâu với đâu rồi chứ gì. Tiểu Hoàn hình mũi, không phải vậy sao? Chu Nhất Tiên bị cháu hỏi một hơi, liền quắc mắt quát nhỏ, người cứ đợi đấy mà xem. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn tứ phía, thấy lão quán chủ đang đứng một góc gầy bàn tính, ông ta liền kéo Tiểu Hoàn bước lại gần. Lão quán chủ cảm thấy có người đến liền ngẩng đầu lên đón chào, bỗng giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu Nhất Tiên mỉm cười hỏi, ông chủ Vương còn nhớ ta không? Ông chủ Vương a một tiếng, rồi từ đằng sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tiểu Hoàn đứng bên cạnh. Lão xá dài, ra là lão thần tiên, ngài đã đến rồi. Ôi, đã hơn 30 năm không gặp, tiểu nhân không lúc nào không nhớ đến ngài. Chu Nhất Tiên mỉm cười với vẻ rất tiêu sái rồi nhẹ phủ bụi trên người, nói, ta vốn không phải là phàm nhân, mấy năm nay cưỡi mây đạp gió ngao du đó đây, đến sơn tiên vấn an các tiên nhân, tận hưởng tinh hoa của trời đất, nào có thời gian đến với người. Tiểu Hoàn đứng bên cạnh sau khi nghe thấy những lời đó, liền ngã lăn huỵch xuống đất. Chủ quán họ Vương thì gật đầu lia lịa không chút nghi ngờ, đáp, phải, phải, lão thần tiên, ngài đương nhiên là không giống những kẻ phàm trần rồi. Nói rồi, lão rối rít mời Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn vào ngồi trong khu thượng phẩm, tiếp lại quát gọi người dâng trà ngon. Chu Nhất Tiên mỉm cười nhìn xung quanh, xem ra mấy năm nay việc kinh doanh của ngài phát đạt không ít. Vương lão cung kính cúi đầu, dạ, toàn nhờ hồng phúc của ngài đấy ạ. Chu Nhất Tiên ho một tiếng, nói, lần này ta đi thăm một người bạn cũ ở Đông Hải, nhưng khi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa, nên mới đáo qua xem ngài bây giờ thế nào. Tối nay ta nghỉ ở đây vậy. Vương lão gật đầu liên hồi, dạ, tất nhiên rồi, ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt tiểu nhân đấy ạ. Tiểu nhân còn đang định gọi người nhà ra yết kiến ngài. Chu Nhất Tiên ha hả cười rồi để tay vào trong lòng, nói, nghỉ một đêm bao nhiêu tiền? Vương lão lập tức xua tay, xem ngài kìa, tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được, sao còn dám lấy tiền của ngài. Chu Nhất Tiên vẫn để tay trong lòng, lắc đầu nói, ôi, ông chủ Vương, ta biết năm đó cũng có chỉ bảo ngài vài câu, nhưng việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc. Chủ quán họ Vương dường như hơi xúc động, ngài xem, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm đó, tiểu nhân đâu có ngày hôm nay. Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng, nếu không phải ngài mách cho tiểu nhân việc trồng cây thần tài ở Đông Hải Long Động thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm. Hôm nay ngài đến đây tiểu nhân mà dám nhận tiền của ngài thì chẳng phải sẽ bị thiên lôi đánh chết hay sao? Chu Nhất Tiên cả cười, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Vương chủ quán gật đầu mừng rỡ, quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương lão đứng dậy đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàn không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. Lầu cao 3 tầng, có 6 góc, ở giữa là một sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm nên trên đá,
cỏ rêu mọc tùm. Ở chính giữa tảng đá có một cây hoa bông đơn độc, nhưng thân cây gầy guộc, cành lá thì khô quắt. Chủ quán đưa họ đến một gian phòng tầng 3, ngồi một lát rồi biết ý đứng lên xin cáo lui. Trước khi rời đi còn nói, tối nay nhất định sẽ mời lão thần tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn. Lão thần tiên tỏ ý từ chối, nói mình đã đắc đạo nhiều năm, không ăn món phàm trần. Nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn, nhiệt tình khiến lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý. Đợi chủ quán đi khỏi, tiểu hoàn đóng kín cửa phòng. Trong phòng chỉ còn hai ông cháu. Chu Nhất Tiên cười hỏi tiểu hoàn thế nào. Tiểu hoàn đáp lại, vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à? Nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao? Chu Nhất Tiên cười với vẻ đắc ý, sao lại như thế được? Chu Nhất Tiên, ta là tiên nhân đắc đạo, chuyện vặt ấy sao lại khiến ta bận tâm? Tiểu hoàn hứ một tiếng, nhăn mũi, thôi đi ông ơi, ông tưởng cháu không biết hay sao? Ông làm gì có đồng nào? Chu Nhất Tiên giật mình, quỷ con, người nói cái gì? Tiểu hoàn đáp, ông thường cất tiền ở ba chỗ, một chỗ ở thắt lưng, một chỗ ở ống giày, còn chỗ kia là ở, cô bé chỉ vào tay nải, nhưng ông đừng tưởng cháu không biết, bây giờ ý à, một xu ông cũng không có. Chu Nhất Tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên, quát, đồ quỷ con, cái gì người cũng biết. Tiểu hoàn nghịch ngợm ngó Chu Nhất Tiên, ông à, có phải 30 năm trước ông gạt lão ta cái gì phải không? Chu Nhất Tiên hơi cáu, nói láo, ta gạt hắn cái gì? Tiểu hoàn hư một tiếng rồi lại thủng thẳng, thôi đi ông ơi, Long Động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của trời đất, chỉ ẩn hiện dưới biển sâu, sao lại có thể ở nơi trần tục này được? Lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như lão vương chủ quán này thôi. Chu Nhất Tiên bối rối cười, rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi. Tiểu hoàn nhíu mày hỏi, ông sao thế? Chu Nhất Tiên trầm mặc một lát, khẽ nói, kỳ thực, chuyện này có liên quan đến phụ thân người. Tiểu hoàn vội hỏi, phụ thân cháu, chẳng phải người mất đã hơn 10 năm nay rồi sao? Chu Nhất Tiên gật đầu, 30 năm trước, khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu, bấy giờ ta đem cha cháu cùng đến Xương Hợp Thành này. Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số, khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ Vương này liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt, trán rộng, khuôn mặt vuông nhưng không góc, cạnh, đôi mắt to nhưng mày không cong. Người này cả đời bình an, càng về sau càng phát đạt, thế là ta. Nói đến đây Chu Nhất Tiên cười rồi tiếp, thế là ta lựa lúc, mách ông ta hãy trồng một cây hoa bông trong Long Động Đông Hải, vận may nhất định sẽ tới, cho nên. Tiểu hoàn nghe xong liền tiếp lời, cho nên ông ta làm theo lời ông rồi quả nhiên phát tài, việc kinh doanh càng ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra, đúng không ạ? Chu Nhất Tiên cười đắc ý. Tiểu hoàn nhìn ông một lát rồi nói, nhưng cháu vẫn không hiểu. Long Động Đông Hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Chu Nhất Tiên cười, lại đây, nói rồi kéo tiểu hoàn ra cửa sổ chỉ. Chính là chỗ kia. Tiểu hoàn ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết, hỏi lại, chính là chỗ này ý à? Sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế? Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái, người đúng là cái cây trồng trên đá có thể tươi tốt được sao? Tiểu hoàn nghe xong lặng thinh. Chu Nhất Tiên nhìn lên trời, than, xem ra tối nay mưa to mất. Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích Giao nghỉ tại thượng phòng ở tầng 3, còn Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cùng ở dưới tầng 1. Thạch Đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất. Tiểu Phàm trái lại lật bên nọ bên kia không sao ngủ được. Mãi, hắn mới thở dài một tiếng, vùng dậy, khoác áo choàng, ngồi một lát rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt. Bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống khiến Tiểu Phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán. Bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa, thấp thoáng rùng rình. Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi. Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràn vào lồng ngực hắn.
Tuy đứng trong hành lang nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hát vào tận mặt Tiểu Phàm. Hắn quay lại cài cửa, rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm, khuya, gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi tí tách. Những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài. Gió thổi ào một cơn, mưa bỗng nặng hạt mù trời. Áo Tiểu Phàm bị mưa làm ướt mấy nơi, nhưng hắn không hề để ý, cứ đứng lặng yên nhìn về phía trước. Dưới gốc cây bông hiện ra một người cầm ô đứng lặng lẽ trong mưa, một đôi mắt rất trong đang chớp chớp như đang nghe thấy, đang cảm nhận được điều gì. Thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phàm. Bầu trời bỗng như trầm xuống, mưa cũng lắng lại. Tiểu Phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói. Mưa vẫn đang rơi, gió vẫn chưa ngừng. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 58: Ra khơi. Màn đêm đen đặc, gió thổi mưa đập ào ào. Những chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập chờn bay lượn trong gió trong mưa, rồi lại bị gió cuốn đi. Đứng dưới tán ô xanh, quần áo của cô tung bay nhẹ nhẹ. Một vài sợi tóc đen nhánh dính vào bên chiếc má trắng như tuyết của cô. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên một chỗ, và thời khắc đó, trong tâm thấy một cảm giác buồn bã xâm chiếm. Tại vùng đất xa lạ đen tối này, phảng phất cũng có làn gió mưa quen thuộc. Hắn chậm rãi bước đi, bước vào trong gió, trong mưa. Phía sau lưng hắn, ở chỗ bóng tối mịt mùng, mơ hồ có một ánh mắt im lặng chằm chằm dõi theo. Khi bước đến gần, cả thế gian dường như cũng ngưng động đến lặng yên. Ánh mắt của cô ở ngay phía trước, dịu dàng vô cùng. Cô có ngủ được chút nào không? Trương Tiểu Phàm chậm rãi hỏi. Bích Dao không đáp lời, chỉ nhìn sâu vào hắn. Mắt cô như là nước thấp thoáng phản chiếu hình bóng Tiểu Phàm. Nước mưa dần đậu lên người hắn, bám vào quần áo, đọng lại từng hạt nhỏ như thủy tinh lấp lánh, rồi tụ lại thành từng giọt, chảy trên mái tóc, trên mặt, từ từ rơi xuống. Ngươi thì sao? Cô hỏi ngược lại. Ngươi có ngủ được chút nào không? Trương Tiểu Phàm trầm lặng rồi đáp. Thạch Đầu ngáy to quá, ta không thể nào ngủ được. Bích Dao ngạc nhiên, sau đó khẽ cười khúc khích, ánh mắt chuyển động, long lanh ẩn chứa những tia sáng mờ ảo rồi đột nhiên sáng rực lên. Trong mắt Trương Tiểu Phàm, cô tựa giống như một bông hoa bách hợp ở trong đêm tối, giữa trời mưa, từ từ hé nở. Cô mỉm cười, thò tay ra rồi nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tự nhiên không chủ tâm mà lại tiến lên một bước. Ở giữa trời mưa gió, tán ô xanh nhỏ bé ấy giờ đây đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn. Dưới ô, có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của Bích Dao. Trương Tiểu Phàm bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, vội chuyển ánh mắt đi không dám nhìn cô nữa. Làn u hương thoang thoảng xuất phát từ thân thể cô, phảng phất vây bọc lấy hắn. Ngày mai, ngươi sẽ đi Lưu Ba Sơn phải không? Bích Dao nhẹ giọng hỏi Trương Tiểu Phàm trong tâm chợt động đáp. Đúng vậy. Nói xong đưa mắt nhìn cô hỏi còn cô thì sao? Bích Dao cười nhẹ đáp ta cũng đi. Trương Tiểu Phàm đổi sắc mặt, cau mặt nói. Cô đừng có giống như tính trẻ con thế. Ở đó tập trung đông đảo nhân mã chánh đạo. Sư phụ ta thì tính nết cổ quái. Cô đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm. Bích Dao không nói gì, im lặng ngắm nhìn hắn. Trương Tiểu Phàm thấy trong tâm mình có một cảm giác bất an, lại không thể nói ra, tự nghĩ rằng đứng với Bích Dao một mình trong đêm tối thế này thì quả thật không hay. Bèn nói ta về trước đây. Bích Dao vẫn chưa nói gì thì Tiểu Phàm đã quay lưng lại rồi bước đi. Nhưng mới đi được nửa đường, sau lưng hắn, trong gió mưa, đột nhiên có tiếng cô gọi dịu dàng, Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm sững người, đây là lần đầu tiên Bích Dao gọi hắn theo kiểu thân mật như vậy. Hắn chậm chạp xoay người lại, gió mưa vẫn đang vần vũ ở giữa hắn và